các bạn nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Đông Hồ các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành câu cá tại Đông Hồ các bạn. Hôm nay thì cá tại Đông Hồ đang về các bạn ơi, cho nên người ta dân lưới quá trời luôn nè. Sáng giờ thấy cái giò ụt quá chục luôn các bạn. Hôm nay thì mình câu 3 cần nha các bạn. Sớm giờ mình cũng mới vừa quăng mồi xuống các bạn ơi. Thấy cá ụt quá chật luôn kìa. Rồi ok, khi nào cá ăn mình sẽ quay cho các bạn coi tiếp nha các bạn. Cá ăn các bạn ơi. Một em cái dẫn nha các bạn. Cá các bạn ơi. Cá mới về bên cạnh của mình các bạn ơi. Cá rất nó kéo bạn các bạn. Cá nha các bạn. Chín mét các bạn ơi. Rồi vậy cá chín mét các bạn ơi. Cái này là cá trôi nha các bạn. Nè, cái này là cá trôi nha các bạn. Em đầu tiên nha các bạn. Ngon chưa?
Đây. Em đầu tiên nha các bạn. Cái ăn dùng dây cần mình các bạn ơi. Còn em ơi. Mày dinh à. Còn các bạn ơi. Nó giật cực cực luôn á. Đây, cá bự nè em ơi. Bự quá. Đây, cái đuôi gì vậy? Gì vậy? Cái đuôi vậy? Cá lóc kiến. Lóc kiến rồi. Lẻ cái. Nó kéo cái cây mọi ơi. Rồi, trời ơi. Cái mẹ nè em ơi. Mày quýnh. Cái mẹ mà làm cái ghê mày. Em tiếp theo nha các bạn. Rớt luôn hay gì? Đây cá mè của mình nha các bạn. Cá ăn cá bờ, cá ăn cá bạn ơi. Mình đi luôn rồi. Lấm. Nào. Lấm lấm rồi, cá bự cá bự. Nằm trên đó. Nằm nhẹ ra luôn rồi. Quá. Mà ha. Còn con nó chết rồi chị Mai ơi. Cá dẫn các bạn ơi. Cái gì đây? Cá heo cái gì? Rửa lại nha. Ủa, cá trời. Ủa, cá bự, cá quá bự. Cá mày nhìn. Ông về em cắt khúc bỏ vô chứ đâu. Ông con cá là ông cắt khúc mà. Ông cắt khúc là khúc nào, ông con dính là ông cá bỏ vô. Các bạn ơi, bên kia. Hello các bạn, ngay bên kia đang dính cá nha các bạn. Để mình quay gần cho các bạn coi nha. Dạ bên kia đang lên cá, chắc cá cha quá các bạn. Trời ơi, gì mà nặng dữ mà không lên nổi luôn trời. Dạ nó quýu à. Ơi. 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 Cái nhỏ này mời cái nhỏ cho bự. Sao mà nặng dữ hả? Dính thêm gì vậy? Trời liền. Trời ơi. Cái mặt nè các bạn. Trời. Cái dồ. Ờ cái dồ nhỏ mà nó. Ồ sao này? Cá nó kiếm mấy gì? Điểu. Lừa, đánh lừa phải kích. Bên đó chắc chưa 11 giờ, 8 giờ, đến 11 giờ cỡ nào cũng phải lên. Bên đó nói, vô đi ăn uống đồ nè. Ta ném này về luôn nha. Vô mặt tao hả? Mày chỉ một con cá bự thôi. Cái nhỏ mày làm gì? Điên hả? Hồi tao câu nữa, tao câu tới chiều luôn, về tới kho lạc lắm rồi. Không ngày câu thêm cá vậy chứ. Nát chứ. Đi hả? Mày ăn cá đó, mày về được đi nữa thấy. Cá đó gì mày mua tương hột á. Nước mèo. Rồi làm gì? Chân tương. Chân hả? Ok con dê. Đây là cá chấm cỏ rồi các bạn. Con này hồi nó về chắc mình sẽ làm món chiên tương nha các bạn. Còn đây là mấy con cá rảnh thôi nè các bạn. Sáng giờ câu cũng được vỏ luôn nè. Rồi ok, hẹn các bạn trong video tiếp theo nha các bạn.